Hôm nay thì xong phần nền rồi. Vâng. Thì thoải mái rồi đúng không? Vâng. Tầm hơn tháng nữa thì có một cái ngôi nhà mới đẹp nhất bản ở đây luôn. Vâng. Đấy. Nó có vui không? Có. Đấy. Được mấy cái Sử? Được một cái à? Sử thì có vẻ là tập sức khỏe nhiều ấy các bác, cho nên là em ấy rất là khỏe này. Bật lộn lung tung bùng. Quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Cháu Lucy xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Như hôm nay thì cháu được lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu là cập nhật cái tiến độ mà đào nền nhà của ba ông cháu là tới đâu rồi cô bác ạ. Nên bây giờ thì đào nốt hôm nay nữa thì là cũng xong rồi cô bác. Cái phần nước thì bây giờ đào đến khe bên này thì chảy ra bên này khá là nhiều này. Sử hôm nay là nhận đào luôn à? Đấy. Sử thì hôm nay là nhận đào luôn này cô bác này. Cháu Sử xin kính chào quý bà cô chú anh chị. Rồi, hôm nay đào từ sớm à? Đấy, Sử thì chân của em mới khỏi rồi cô bác, cho nên là hôm nay em ấy là nhận là cùng các anh để đào luôn. Xong rồi tối anh giả tiền à? Ở đây tính ra thì một ngày anh mới trả bao tiền? Vẫn 150.000 à? Ừ mà. Vâng. À. Hôm nay thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6 người à? Hôm nay thì 6 người làm. Cái chỗ này thì một tí là em đào thổi ra nhá. Đừng để cho nó dốc như này nhá. Không là sau này nó bị đổ xuống là em lại phải hót đấy. Bây giờ nếu em không đào luôn đấy. Xong thì làm một cái khe nhá, làm một cái rãnh nhá. Làm một cái rãnh chạy xung quanh nhà đây nhá. Nước thì bây giờ nó bị dò ra đây khá là nhiều này cô bác này. Ở đây thì chắc là cái điểm mà trọng điểm của nó rồi. Bên này thì cũng nó hầu như là bị dò từ chỗ này ra này. Dò từ đây bên này ra thì sau này có thể là làm một cái bể nó ra bên này này cô bác này. Ra cái bể ra bên này thì các em sẽ có một cái khoảng sân mà là giặt quần áo ở dưới đây luôn. Nước này thì chỉ có chảy được độ 3 tháng thôi. Thì bây giờ sẽ bao giờ vật liệu vào thì sẽ làm rãnh trước. Cái nước này thì nó bị toàn là rỉ từ trên cao xuống thôi các bác, chứ không nó không rỉ từ dưới cái phần nền nó lên. Cái chỗ này thì hoàn toàn là bằng đá hết này cô bác này. Chỗ đất này ấy, chỉ là ở cái phần trên này thì nó là đất thôi. Còn ở dưới cái phần nền này thì nó là đá ở trên cái góc tả ly này ấy. Cháu Lực cũng đang hỏi là ông xem là cái chỗ đất này có phải đất của nhà ông không. Nếu mà phải cái đất của nhà ông thì đào ra đây chỗ này đợi rơi đâu đó là tầm được 2 mét nữa. Hãy đục ra này rất là nhiều đá này cô bác này.
nhìn ở mặt trên thì có vẻ là không có đá mấy, nhưng mà đục đến phần dưới thì rất là nhiều đá luôn. Có vẻ là cái phần nền bây giờ nó sẽ có khá là nhiều nước một chút này. Nhưng mà đào xong thì làm cái rãnh chảy, làm cái mương chảy ra hết hai bên thì phần nền này nó sẽ khô hết. Các anh nhận đào nền này thì bây giờ đang đi xuống chợ mua một ít đồ. Tí nữa thì anh em đào xong thì là sẽ làm cái tổng kết luôn cô bác ạ. Đấy, anh em đào đào nhá, đào đào nhiệt tình không, tối nay anh em mình tổng kết ở đây nhá. Không ai nói gì đấy nhở? Tí một tí nữa là mình ngồi đây luôn nhá Sử nhá. Tí là mình ngồi đây luôn nhá. Trên kia thì có cái tảng đá khá là to này các bác này. Tảng đá kia thì nó rất là sâu. Xem phần này. Anh dùng xà beng chọc cái này xuống này anh. Anh ơi, anh dùng xà beng chọc cái này xuống anh. Chọc cho nó thỏi ra này, đừng để cho nó đứng thẳng nhá. Trên trên này nữa này, đấy chọc cái trên này xuống. Vậy đến hôm nay nữa là cái phần nền nhà của ba ông cháu thì cũng đã xong rồi các bác. Bây giờ tiến hành là sẽ tìm hết cái tháng 7 này các bác này. Thì sẽ tìm cái ngày nào mà đẹp thì sẽ đào móng cho các em. Thật sự ra thì nhà em Sử thì không có kiêng kỵ về vấn đề mà chọn ngày để đào nền các bác. Nhưng mà không chọn đấy cái ngày mà để mà đào móng với cô bác, nhưng mà cái này thì cháu Lực cũng được rất là nhiều là những ý kiến của cô bác anh chị cũng có bảo với cháu Lực là cái tháng này thì phải kiêng, cho nên là cháu Lực sẽ nghe theo những đóng góp của ý kiến cô bác, thì là đợi hết tháng 7 này thì sẽ tìm một cái ngày nào đó để đẹp và tìm tìm cái ngày mà em Sử thì là người gọi là lớn hơn em Hải và nhỏ hơn ông. Thì ông thì năm nay cũng là lớn tuổi rồi, em Hải thì còn đang rất là bé, thì sẽ chọn em Sử là đứng là lấy tuổi ra để làm nhà các bác. Mấy cô hôm nay thì không đào à? À hôm nay thì cho mấy đàn ông đào à? À. Này, bây giờ thì cô bác có thể nhìn thấy là cái phần nền của nhà ba ông cháu thì khá là rộng rãi rồi cô bác. Chỗ này thì chắc là rơi vào hơn trên 13, 14 mét một chút. Nhưng mà làm nhà thì chiều dài của nó chỉ là 12 mét thôi. Chỗ này nó sắp sạt rồi đấy. Sử thì hôm nay đào có mệt đâu Sử? Hôm nay đào có mệt đâu? Có à? Nhưng mà tí được tiền nhờ. Sử ơi, chỗ này cào hết đất nó xuống nhá. Này, cào hết đất nó xuống này. Chỗ này bây giờ một tí nữa làm thành cái khe, cái rãnh lớn lớn nhá. Để cho nước chảy hai bên hết. Thì nó sẽ khô cái nền nhà này. Rồi sau này sẽ làm một cái rãnh như này này. Hay làm một cái rãnh chảy hai bên. Rồi ở dưới kia sẽ xây một cái bể
là để em sau này nó có nước thì nó sẽ đi vào để giặt quần áo luôn. Còn cái phần đào nền này thì cháu Lực cũng nghe theo ý kiến của các mạnh thường quân, bảo cháu Lực là tiếp tục đào cho nó xong cái phần nền đi, rồi thì mới biết là cái nguồn nước nó chảy ra như thế nào, thì mình mới biết xử lý cô bác. Tới đây tổng kết là có hậu chứa không? Không biết à? Hả? Không biết à? Sứ có hậu chứa không? Không đâu nhở? Sứ hay là hậu bia? Không biết. Sao cái gì cũng không biết đây? Hậu bia. Hả? Hậu bia à? Thời tiết hôm nay thì cũng khá là nắng nóng rồi cô bác này. À, một tí rồi toát hết mồ hôi rồi. Cái phần nền nhà của các em thì cái phần đất cứng đó các bác này thì đến đây này, đến đây lên, còn phần dưới kia thì sẽ là cái đất mượn, còn sau này thì sẽ làm cái kè lên dưới này, không cái kè lên dưới này để cho các em có khoảng sân nó rộng ra hơn chút nữa. Đấy, bây giờ thì các chú lại các anh đang hoàn thiện nốt những cái phần còn lại của nền nhà ba ông cháu. Hôm nay thì em Sử cũng là đích thân ra tự mà đào nền luôn cô bác. Nếu mà như hôm nọ mà không có cái nguồn nước kia mà chảy ra này các bác này, thì cũng đã hoàn thành cái phần nền nhà của ba ông cháu từ rất là lâu rồi. Bây giờ thì trong này có nước khá là nhiều này. Này cái phần đất mượn này các bác này, có nước nó mà đè xuống, nó mà chưa có bị sạt thì sau này nó sẽ rất là cứng luôn. Nên bây giờ thì cũng đã gần đào xong rồi, một tí nữa cào lại cho nó phẳng lại là được rồi cô bác. Đến hôm nay thì phần nền của ba ông cháu thì cũng đã được hoàn thiện rồi. Ở trên cái phần tả ly này cô bác này, nó vẫn sẽ bị dò ra đây một chỗ này, và ở bên này có một chỗ nữa. Cũng rất là may là nó dò từ trên cao xuống, nó may là nó không có bị dò dỉ ở từ cái phần dưới nền lên. Chỗ này thì sẽ là chỗ chảy nó nhiều nhất rồi này. Cái nguồn nước này mà chảy quanh năm thì nó sẽ rất là tiện cho các em luôn, nhưng mà chỉ có chảy là độ được 3 tháng thôi. Bây giờ thì ở phần bên này thì nó cũng đã cạn kiệt rồi. Cháu Lực nghi là nếu mà đào ra bên kia nữa thì bên này nó sẽ ngừng chảy hết luôn. Hôm nọ thì chảy từ cái nguồn kia ra thì khá là nhiều, và bây giờ thì cái nguồn kia thì nó cũng đã gần cạn rồi, chỉ có là chảy ở phần bên này là nhiều hơn. Ở đây thì anh thợ là thuê luôn
bà con ở trên này là đào lên luôn để cho bà con có thêm thu nhập. Ở đây thì chú kia làm được nhiều ngày nhất nhở? Chú làm được 3 ngày đấy nhở? Sử thì mới làm được 1 ngày. À, mấy thanh niên hôm qua thì cũng làm được, thanh niên kia thì cũng làm được 2 ngày rồi. Xe này xe của nhà ai đấy Sử? Xe của nhà chú à? Ồ, thế là cũng mượn chú để về à? Ông ấy đi đâu rồi? Ông ở nhà à? Ông hôm nay không lên đây à? Có nhưng mà lại xuống nhà. Có nhưng mà lại xuống nhà. Bây giờ nếu mà đào ra được chỗ này tầm 2 mét lên thì cô bác này thì nó sẽ là rộng hơn này. Hôm nay thì đào xong sớm hơn nhỉ? Hôm nay hoàn thiện sớm hơn. Được à, mấy cái Sử? Được một cái à? Sử thì có, Sử thì có vẻ là tập sức khỏe nhiều ấy các bác, cho nên là em ấy rất là khỏe đây, bật lộn lung tung bùng. Làm này thì có phải tập không Sử? Không phải đâu. Hả? Làm này không phải tập á? Thế một phát là bật được luôn à? Hả? Làm lâu mới được. Làm lâu mới được à? Đây, hôm nay thì Sử là tung một pha là nhào lộn ở trên cái phần nền nhà mới của Sử nữa. Bây giờ thì có vẻ là nước khá là nhiều rồi cô bác này. Ở đây thì có một số cô bác cũng có bảo với cháu Lực là nước ở đâu ra mà nhiều thế cô bác. Ở đây thì nó là cái nguồn mà nước mạch, thành ra là nó đến cái mùa thì nó chảy ra chứ không phải là cái nguồn nước ngầm. Ở đây thì nếu mà nó chảy ra là cái nguồn nước ngầm ấy cô bác thì sau này xử lý xong thì sẽ rất là tiện cho ba ông cháu luôn, không phải đi đâu kéo nước xa về. Ở đây thì cháu Lực cũng có đọc trên comment và cũng có thấy bình luận các bác nói là đào phải miệng rồng thì mới có nước ra, và sau này các em mà làm ăn thì nó rất là phát đạt. Thì cháu Lực không hiểu về cái phong thủy nó là như thế nào, thì rất là mong quý cô bác anh chị sẽ đóng góp ý kiến cho cháu Lực về cái nền nhà của các em là phong thủy của nó thì nó đẹp hay là nó xấu cô bác nhé. Bây giờ thì mấy anh em đang ngồi nghỉ một chút nữa, một tí nữa thì lại sẽ đục đá trên kia là một tẹo nữa thì là cũng xong cái phần nền của các em rồi. Thì xong phần nền này thì cháu Lực cũng có trích tiền ra để mua 1-2 con ngan lên, gọi là làm ăn mừng một bữa liên hoan khi đã hoàn thành cái phần nền nhà của ba ông cháu xong. Bây giờ thì đang giải quyết nốt cái cục đá này cô bác này. Đá này cứng phết đấy nhở, đi xuống dưới chân này, bổ mãi không xuống này. Đấy, một cái này mà đấy, như đây là cái cách mà bà con ở trên vùng cao là đục những cái tảng đá to ra này cô bác này. Đây thì hai thanh niên đi hộ anh và cào cái chỗ kia xuống đi, cho nó thỏi thỏi bằng chỗ này này. Thế kìa, chỗ kìa. Hả? Đây này, anh bảo em bảo là cào chỗ này này, chỗ này này, cào anh xuống này. Bây giờ anh thợ đào đất thì đang là chưa đi mua đồ chưa về các bác ạ.
À, một tí nữa thì anh mới về đến được. Ui à, đá này thì rơi về tầm 10, 5, 6, 7 cân, khá là nặng. Dê, văn này dưới nó ca dê. Văn này dưới nó ca. Văn này dưới nó ca dê. Văn này dưới nó còn nặng này. Văn này lấy khâu nào nó. Văn này à, cắm táp ra dê này à. Cắm táp ra này, văn này à, tay này bóng à. Ông thì rất là người rất là thép bé nhảy cân này các bác này. Nhưng phải nói là ông là một cái người mà hy sinh cho em Hải, em Sử rất là nhiều cô bác. Là một người mà có thể nói là thay vừa làm cha, vừa làm mẹ của em Hải và em Sử luôn. Kèm theo đó thì có thể nói ông là người mà lao động mà rất là cật lực để cho hai anh em được lớn khôn như ngày hôm nay. Và trong thời gian qua thì cũng được rất là nhiều quý cô bác, anh chị là có gửi những tấm lòng vàng để cho ba ông cháu cất lên lại một cái ngôi nhà mới hơn. Mà này, khâu đấy, sắc đấy hoàn dân nói gì nào nè. Khâu đấy lấy, làn ta lá tư phần, mà này hát khả lấy, vương phong vật liệu mà, thật lấy khó khăn hoàn danh như tức quản. Đấy. Đùm phong hai điều bảo mẹ này, vụ lạc dè vụ á. Lạc ở đây ra. Đấy. Vừa rồi thì cháu được có nói với ông là nghe người ta nói bảo là chỗ này sau này bị sập xuống thì ông có sợ không? Ông thì có bảo là cái chỗ này thì không có bị sạt được. Tại vì là nếu mà có một cái nguồn nước ở gần nhà thì sau này sẽ rất là tiện cho các em. Lúc mà bé này đây, lư hóa ăn vía trên bài nó dây nổ. Đấy, hóa vùng năm nhà bàn phê đấy. Hóa ăn ốc phải điên, phải điên về. Đấy, lê lư, hờ, bóng hải, bóng sử sắc nó nung bài luôn. Đấy. Đấy, đục rất là lâu thì mới ra được có một tí này, các bác này. Và cùng mấy anh em là đang đi bắt cá một chút nữa. Ui, đi nhanh quá. Đây là chưa có thả cá chép xuống đây này cô bác này. Có thấy không? Có thấy không anh ơi? Thấy nhưng mà bé thôi. Bé đấy á? Không có con to à? Anh à, có khăn thế không? Đi mày soi viên hết rồi, thiền răng thiền đến mà nằm. Được không? Còn bé thôi, bác điếu được. Bác không được à? Nè, đâu, ơi, đâu bé. Anh xem nào. Ôi, một con bé tí rồi này cô bác này. Một bé là hóc phân đây rồi. Này, thả, ôi, thả hay là mang để chậu đấy. Chứ mày. Đây, đây, lấy nước đi. Để thả. Cá chép này thì là cá chép ruộng này cô bác này. Cái chậu đâu rồi? Đây thấy một con rồi. Ôi hai con luôn, ba con luôn. Phát phát hai con luôn này. Lấy nước để đi, cho nước chết đấy. Ôi chỗ này có nhiều lắm. Cái này là của nhà ai đấy? Ôi đây kìa. Lấy nước để đi. Lấy nước để ăn nhỉ? Này của nhà ai đấy? Nè, to này. Đâu? Ôi ôi. Đây. To lắm này cô bác này. Này thì một tí con nào to thì mang đi nướng nhá. Nhá.
Được, tí được nhiều thì để anh mua cho. Đây là của nhà ai đây? Ôi ôi, đây đây đây. Đâu đây, đâu đây? Đâu, đâu, đâu. Chỗ này có vừa rồi có nhiều nhiều lắm mà, đi đâu hết rồi? Đấy, đây, 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 đây. Ui dồi ôi, hỏng rồi, hỏng rồi. Hỏng khóa rồi. Hỏng khóa rồi. Ôi. Ê. Chỗ này có nhiều lắm. Nhưng mà toàn bắn bé bé rồi. Thả nhiều quá. Hả? Thả nhiều quá nó không to đâu. Thả nhiều quá nó không to á? Còn đang con 6 con nó to. À. Bé tí nhờ. Bé rồi. Chỗ này mà không bắt nhanh là nó chết đấy nhờ. Ôi đi nhanh lắm, đi nhanh lắm, đi nhanh. Ôi đi nhanh lắm. Đây, vừa rồi thì đi thu hoạch được một chút cá chép ruộng này các bác này. Đấy, đây là cá chép ruộng, bây giờ chỉ mang kia để thay nước cho nó sống đã, không tí nó chết hết rồi. Không còn con rất là bé. Ô. Ô. Này này chứ tụt tư ạ. Này chứ tụt tư ạ. Kháng lắm ạ. Kháng lắm ạ. Em mà khải ạ. Em khải kêu ạ. No. No. Kháng lắm ạ. Nó chạy từ bên kia xuống. Em tụt tư ạ. Ông bác khải ạ. Tụi y có khải ạ. Đấy, bây giờ thì đào nốt chỗ kia nữa thì là xong rồi các bác. Vừa rồi thì mấy anh em đang đào dở thì có chạy đi xuống ấy là bắt cá một chút để một tí nữa để xem có được con nào không, để một tí liên hoan tổng kết cái phần đào nền này xong. Đào nền này. Anh Trương. À Trương đây thì có tổng kết gì không? Có chứ. Có à? Ai vừa rồi thì cháu Lực cũng có nhờ anh là đi xuống ấy mua lên thêm một con ngan nữa để một tí nữa thì sẽ tổ chức là để một tí nữa sẽ nấu một bữa là tổng kết cái phần nền nhà này đã xong rồi. Tao lấy tủ đây à? Ừ. Ừ. Ông một thùng khẩu á. Dẹp bên này bên thùng khẩu rồi à? Đó, dẹp bên thùng khẩu đi. Đâu, ở bên này chỉnh khẩu nha. Đó. Để lão này bên này không nghe thùng nghe này nọ. Được. Sao vậy này anh Trương có à? Anh Trương có văn bạc hà lên. Có thò đuôi chứ anh? Cái anh kia vừa bảo là hôm qua thì anh ấy không có về, thành ra là không hết. Hôm nay anh ấy về thì mới hết cô bác.
Chỗ này thì tí anh bảo mấy anh em là đào một cái rãnh xung quanh nhá. Rãnh rồi. Đấy. Thì đào cho nó chỗ nào mà nó tràn tràn ra bên bên ngoài ấy. Để cho nó khô bên kia tí làm cho cái đường rãnh nhá. Rãnh nào là có đấy trở lại không làm mà em làm cái rãnh để nó chặn cái cây sàn vào trong này được không? Cho nó chạy xong như luôn. Hôm nay thì xử đích thân là làm luôn này anh. Ờ, xử hôm nay làm đấy. Hôm nay nó lấy của anh hơn 300 bạc ấy. Nó khô lắm. Mình không khôn bằng xử được. Hôm nào giả nó 150 nó bảo làm ý ỏi lắm. Hôm nay làm đấy khoán là ông làm mạnh lắm. Làm không ngừng nghỉ thế mẹ rồi chưa đã xong rồi. Vâng. Năm anh em làm kiểu này thì chắc là anh về nhà anh bán trâu rồi. Hôm nay thì còn một chút nữa thôi nhỉ. Phần hôm nay ấy. Từ đường hót lên trên nhiều hơn trên nó lửa lên xuống ấy. Bắt bắt thôi. Để chân nó xuống thì nó chán đấy. Phải nói là sau một cái quán ui nói là sau 3 hôm thì đào cái phần nền nhà của em xử các bác thì bây giờ cũng đã đào xong rồi và cũng đã biết được là cái nguồn nước nó cái mạch nước nó sẽ chảy ở phía bên kia là nhiều hơn thì cái này thì có thể là cháu Lực nói đi nói lại một chút cô bác cho phép cháu Lực xin được nói lại thêm một lần nữa sau này xong xung quanh nhà này thì cháu Lực sẽ làm một cái rãnh cô bác một cái rãnh thì cháu sẽ phòng ở xung quanh nhà luôn thì và đi ra đến kia thì có thể là đặt cho các em là một cái tách hay là làm một cái bể gì đấy để cho các em làm sân và giặt rú ở dưới này này cô bác này đấy. Đấy, sau này thì sẽ phải đào thêm chỗ này một chút nữa này để làm một cái bể ở đây đúng để mà làm một cái bể ở đây này thì sẽ để các em là có một cái khoảng rộng dân sân là giặt áo ở đây và tắm rửa ở đây luôn chỗ này thì cạn hết rồi anh nhỉ. Đúng rồi, cạn hết rồi, làm gì còn nó chạy sang kia hết rồi. Cái này bây giờ em nếu mà nghĩ là đào trên cái này nữa là chắc là nó xò hết ra bên này luôn đấy nhỉ. Nó không đi sang biên nữa. Anh thì hôm nay em ra một căn ngăn thì anh ra cái gì nhỉ? Anh em mình tổng kết đây. À chưa nhỉ? Cái đấy là phần của em chứ làm gì liên quan đến anh đúng không? Anh đang anh cũng đòi hỏi thêm chú này thôi chứ. Còn bây giờ anh đang lố nặng thì còn như thế nào thì em phải bố trí cho anh thêm một ít chứ đúng không? Lố nặng hay gì đây gọi là anh đủ cái tiền công để trả cho bà con đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà anh còn là thế phần của anh đâu, anh còn đấy. Anh vẫn làm đúng không? Nhưng mà công của anh không có. Đấy, bây giờ thì nói chuyện với Sử một chút xem là cái thanh niên hôm nay đã biết là cái phần nền của nhà mình là nước nó ra như thế nào. Sử thì hôm nay biết là nó là không có bị dò từ dưới lên thì cảm thấy thế nào? Hả? Có sợ sệt như hôm nọ nữa không? Không sợ sệt như hôm nọ nữa à? Đấy, thì anh cũng sẽ bảo với em lại thêm nhá. Sau này thì chỗ này mình sẽ đào thành một cái rãnh nhá. Nhá, đấy. Chỉ sợ là nó là nước nó dò tít dưới cái mặt, cái phần nền ở sầm dứa này này cô bác này. Thì mới sợ được, mới sợ. Bây giờ thì mấy anh em là gọi là làm là hoàn thành cái phần đào nền cho các em rồi. Thì một tí nữa thì cháu Lực sẽ cùng mấy anh em là tổ chức là gọi là ăn mừng liên hoan cái phần nền này hôm nay đã đào xong rồi. Còn là cái thước phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác anh chị. Hôm nay thì xong phần nền rồi, thoải mái rồi đúng không? Vâng. Đấy thì đợi một hai hôm nữa thì anh với anh khi nói chuyện với anh Trình rồi thì sẽ tiến hành lấy vật liệu vào. Vâng. Thì độ tầm hơn tháng nữa thì sẽ có một cái ngôi nhà mới đẹp nhất bản ở đây luôn. Vâng. Đấy. Cháu có vui không? Có. Đấy. Cháu xin chào tặng biệt với ông bà cô chú anh chị.